Sáng nay tại Nhà sách Phương Nam, Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức buổi giao lưu cùng tác giả Hoàng Khánh Duy với truyện dài Cõi Người Mắc Cạn. Hoàng Khánh Duy là cây bút trẻ đang sinh hoạt tại Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Cõi Người Mắc Cạn là tác phẩm vào chung khảo giải thưởng văn học tuổi 20 lần thứ 7 và được Nhà xuất bản Trẻ in thành sách. Xuyên suốt tác phẩm là hành trình đi tìm chân lý và lẽ sống của nhân vật. Tại buổi giao lưu, đại diện Nhà xuất bản Trẻ và tác giả chia sẻ những câu chuyện văn chương, kinh nghiệm viết lách, hậu trường xuất bản quyển sách, qua đó khơi gợi cảm hứng sáng tác cho bạn đọc trẻ, kết nối những người yêu văn thơ và tác giả tác phẩm đến với công chúng.